Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Vlog. Thì trong video này thì Phương Vlog sẽ đi review chợ Thiết. Thì chợ Thiết thì nằm trên phường 6 quận 11 đường Phó Cơ Điều. Thì đây là chợ Thiết. Chợ Thiết thì là cái chợ chuyên bán vàng. Chuyên bán vàng giá rất là bình dân và rất là rẻ và đẹp. Thì chợ Thiết là chợ bán vàng nổi tiếng tại Sài Gòn. Thì vàng nữ trang ở đây được cho là rất đẹp, giá cả lại bình dân. Chợ thì rất là lớn, cho nên chợ này bán vàng rất là đông khách. Vàng ở đây á thì được thiết kế rất là nhiều mẫu mã đẹp và chất lượng thì rất là ok. Thì xin mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi tham quan nha. Thì mình cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn là khi cô chú anh chị và các bạn xem kênh YouTube ở Việt Nam á, thì kênh YouTube có hay hay có dở gì thì cô chú anh chị và các bạn mình cũng nên phóng khoáng đăng ký kênh cho tất cả các kênh YouTube ở Việt Nam. Thì có rất nhiều kênh YouTube ở Việt Nam mình cũng chưa được hay lắm, thì mình cũng lên nhấn nút đăng ký kênh cho tất cả các mọi kênh YouTube ở Việt Nam mình, vì mình là người Việt Nam với nhau, thì mình nên đồng lòng với nhau, thì mình lên đoàn kết đùm bọc tương thân tương ái, hỗ trợ bên vực lẫn nhau, ủng hộ những người Việt Nam của mình bằng cách là mình đăng ký kênh cho nhau, để những người Việt Nam là mình làm YouTube á, Việt Nam mình á không bị thiệt thòi nhờ trước những công ty của nước ngoài, vì những công ty nước ngoài đưa ra những cái điều luật mà rất là bất lợi cho các kênh YouTube ở Việt Nam mình. Có thể rất nhiều kênh YouTube ở Việt Nam mình chưa được hay lắm, nhưng vì những nút đăng ký kênh của cô chú anh chị và các bạn mình sẽ giúp họ có nhiều động lực tinh thần và sẽ cố gắng hoàn thiện kênh và đầu tư nhiều chất xám và tiền bạc để xây dựng kênh, để làm kênh ngày càng phát triển và hay hơn. Thì cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn mình là kênh của mình thì lâu nay mình cũng ít ra video, tại vì mình mắc buôn bán nên mình rất là bận, mình không có nhiều thời gian á. Rồi lúc mới thành lập kênh á, thì nhiều khi mình bận nhưng mà mình rất là sung, rất là cố gắng dành thời gian để đi quay nè. Rồi nhiều khi thì edit video tới 11, 12 hoặc là 1, 2 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng hạn chế, tại vì kênh của mình cũng một năm rồi. Nhưng mà video thì rất là nhiều người xem, có cả 100.000 lượt người xem, nhưng mà kênh thì YouTube thì quy định là phải 1.000 người đăng ký mới đủ điều kiện đi tiếp, hoặc là 4.000 giờ xem thì mới đủ điều kiện đi tiếp. Nhưng mà kênh của mình thì cả 100.000 lượt xem mà vẫn chưa đủ 4.000 giờ để đủ điều kiện đi tiếp, cho nên là mình kênh của mình có khả năng phải dừng lại, tại vì kênh của mình không đủ điều kiện để đi tiếp đó, cho nên là không được đề xuất. Và bởi vì cho nên là mình cũng ít đi quay, là lâu lâu mình đi quay 2 tuần, có khi tháng mình mới đi 1 lần. Còn hồi xưa mới làm thì mình đi thường xuyên hơn, cũng tại vì những cái nút đăng ký thôi. Nếu mà mình có cả 100.000 lượt xem mà có mấy trăm người đăng ký đó, cho nên là mình cũng có một chút gì đó nó hơi nản lòng. Thì làm vài mà mình người xem nhiều nhưng mà lại đăng ký ít quá, cho nên là kênh của mình có khả năng nó sẽ không đủ điều kiện để đi tiếp, cho nên là mình cũng hạn chế đi qua nhiều. Thì khả năng thì mình sẽ phải thành lập kênh khác, tại vì kênh này cũng qua 12 tháng là mình không còn đủ điều kiện để đi tiếp nữa. Thì rất mong cô chú anh chị và các bạn mình khi xem kênh YouTube đó, thì dù hay hay dù dở thì cô chú anh chị các bạn mình thì cứ nhấn nút đăng ký kênh cho mọi người, tại vì cái nút đăng ký kênh thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô chú anh chị và các bạn ha. Tại vì khi mà cô chú anh chị và các bạn mình đăng ký kênh á, thì những video mà mình đăng lên á, thì nó xuất hiện ở trên màn hình trang chủ của cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn mình không coi thì lướt qua thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì, cho nên là mình cũng rất mà mong là cô chú anh chị và các bạn mình khi xem kênh YouTube á, thì mình hãy nhớ đến nhấn nút đăng ký kênh cho tất cả mọi người kênh YouTube của Việt Nam mình, dù bất kể những kênh có hay có dở gì cũng đăng ký để ủng hộ, để khích lệ tinh thần mọi người, có tinh thần để ra nhiều video hay hơn và
có động lực để làm ra những video nó hấp dẫn hơn. Thì rất mong là cô chú anh chị và các bạn hiểu và thông cảm và ủng hộ cho tất cả kênh YouTube của Việt Nam mình. Thì mình cũng làm cũng lâu, cũng quay cũng tốn nhiều thời gian lắm, nhưng mà kênh thì vẫn nó cũng chưa đủ điều kiện đó. Thì sắp tới đây có thể mình phải thành lập cái kênh khác để làm lại từ đầu, tại vì kênh qua 12 tháng không đủ điều kiện thì sẽ không đề xuất nha cô chú anh chị và các bạn đó. Thì rất mong mà cô chú anh chị và các bạn khi xem thì nhớ đến nút đăng ký kênh. Thì cô chú anh chị và các bạn mình khi nhấn nút đăng ký kênh thì video của họ sẽ xuất hiện ở trên màn hình trang chủ của cô chú anh chị và các bạn như thế này. Thì cô chú anh chị và các bạn mình không xem á thì mình cứ lướt qua như vậy thôi. Nếu mình cảm thấy không hay á thì mình không xem, thì mình cứ lướt qua như vậy thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô chú anh chị và các bạn mình ha. Thì nếu mà khi mình đã nhấn nút đăng ký kênh á, mình không nhấn nút vô cái chuông á thì chuông nó không có thông báo, thì mình cũng không bị phiền hà gì nha cô chú anh chị và các bạn. Cho nên là mình cứ đăng ký cho tất cả kênh YouTube của Việt Nam mình để ủng hộ, thì kênh cũng không có ảnh hưởng gì tới cô chú anh chị và các bạn mình nha. Thì bây giờ mình quay lại vấn đề chợ Thiết. Thì ở cái chợ Thiết thì nó nằm ở gần đường Nguyễn Chí Thanh đó. Ở khu vực này thì đa số là người gốc Hoa người ta ở nhiều nha cô chú anh chị và các bạn mình. Thì cái chợ này là cũng là người Hoa người ta ở rất nhiều, xung quanh là ở rất là nhiều. Thì mấy tiểu thương kinh doanh vàng bạc đá quý ở đây thì cũng đa số là người Hoa nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Thì vàng ở đây thì nó rất là đẹp đó, nhìn nó đẹp và nó nhiều lắm. Thì bữa nay mình đi quay vào buổi sáng á, thì cái giờ này thì khách nó cũng chưa có nhiều lắm nha cô chú anh chị và các bạn mình. Thì có thể là chưa trưa chút xíu thì sẽ có nhiều khách hơn. Thì cái chợ này thì hồi xưa đến giờ thì nó rất là nổi tiếng rồi. Nổi tiếng là vàng á, thì các thợ ở đây người ta làm mẫu má rất là đẹp. Và vàng thì rất là giá cả rất là bình dân, nên rất là nổi tiếng, rất là đông khách. Chợ thì cũng khá là lớn, khá là nhiều tiểu thương bán vàng nha đó. Thì rất là nhiều người cũng mở vàng ở đây sâu phía trong luôn nha. Thì mình thấy ở đây cái chợ này thì hồi xưa đến giờ thì nó nổi tiếng ở Sài Gòn dữ lắm. Thì đa số là dân ở khu vực chợ lớn người ta qua đây người ta sắm vàng nhiều nha. Rồi người lao động cũng đi sắm vàng ở đây rất là nhiều, tại vì vàng ở đây thì nó rẻ và đẹp, và rất là nhiều là mẫu má mà nó đẹp mà phong phú nha cô chú anh chị và các bạn mình. Thì cô chú anh chị và các bạn mình có dịp đi qua ngang qua thì ghé tham quan khu vực này, thì cũng có nhiều kiểu dáng mẫu má thì cho mình lựa ha cô chú anh chị và các bạn mình. Thì khi mà mình quay như vậy thì cô chú anh chị và các bạn mình muốn xem mẫu á, thì khi mà đang xem trên điện thoại thì cô chú anh chị và các bạn mình chụp lại màn hình rồi mình phóng lớn lên thì mình sẽ nhìn kỹ hơn được mẫu mã của cái tiệm vàng nha. Tại vì ở đây thì mình cũng quay đứng từ xa thôi, không có quay gần được nha cô chú anh chị và các bạn. Thì quay gần gần quá thì người ta sẽ sợ bị ăn cắp mẫu đó, cho nên là mình cũng quay từ xa thôi. Thì cô chú anh chị và các bạn mình chịu khó ha, chịu khó mình xem thì mình có thể chụp lại cái màn hình nữa rồi mình phóng lớn nó ra thì mình sẽ coi được nhiều mẫu mã đẹp hay nha cô chú anh chị và các bạn đó. Thì tiệm vàng nào tiệm vàng đó ở đây thì nó họ bán rất là nhiều và rất là lớn đó. Đó. Nằm sâu phía bên trong luôn nha, thì nhà rất là nhiều tiệm vàng lớn luôn. Thì đây là những cái doanh nghiệp mà người ta bán vàng nữ trang rất là lớn ở Sài Gòn đó. Thì cái vô khu vực chợ Thiết này thì nó hồi xưa đến giờ là nó đã rất là nổi tiếng rồi. Nổi tiếng là cái chợ bán vàng nó rẻ và nó đẹp đó, cho nên là khách thường thì nó rất là đông, rất là tấp lập. Nhưng mà cái thời điểm này thì chắc là có lẽ là giá vàng cũng hơi cao, hoặc là buổi sáng mình đi nó hơi sớm, cho nên là cái lượng khách mua thì nó chưa nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cũng có nhiều tiệm vàng thì người ta cũng chưa mở cửa hết nha cô chú anh chị và các bạn. Tại vì sáng là, lúc này mình đi thì nó khoảng vào khoảng tầm 9 giờ sáng, cho nên là nó chắc là cái lượng khách chưa được đông lắm. Thì có nhiều tiệm vàng thì cũng không thấy có khách lựa nha cô chú anh chị và các bạn. Thì vàng thì trưng bày rất là đẹp, rất là bắt mắt, rất là nhiều, nhiều lắm, nhiều kiểu, nhiều mẫu má đẹp lắm.
Thì khu vực này là cái khu vực mà chuyên ra bán vàng, nó nằm trên đường Phó Cơ Điều đó. Đó. Thì giáp nhà nó nằm gần cái chỗ đường Nguyễn Chí Thanh, đi thẳng đường Phó Cơ Điều ra là đường Nguyễn Chí Thanh, Chợ Lớn đó. Đó. Thì khu vực Chợ Lớn. Đó. Thì vàng rất là nhiều. Đó thì cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi tham quan rồi mình tham khảo. Vàng rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Nhìn đã mắt lắm luôn. Đó thì đây cũng có mấy tiệm vàng này cũng có khách đang mua, cũng đang lựa đang mua rồi đó. Khu vực này là bán dây chuyền rồi vòng xi-men rồi đủ thứ này, đó rất là nhiều. Đó thì mình cũng đi nhanh 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 lướt qua nha cô chú anh chị và các bạn mình. Thì tại vì ở đây tiệm vàng người ta sáng người ta mới mở cửa đó, thì mình cũng đi nhanh thôi, mình không dám đứng lại mà quay cận cảnh nha cô chú anh chị và các bạn mình. Đó. Thì đây cũng có một số khách đang lựa nè. Đang lựa đang giao dịch mua nữ trang nè. Thì nữ trang ở đây rất là đẹp, vàng thì rất là ok. Thì chợ này thì nó khá là uy tín nha cô chú anh chị và các bạn mình. Cô chú anh chị và các bạn nào mà mình ở Sài Gòn ở gần chợ Thiết này thì lên đây ra đây mua, thì vàng nó đẹp và nó giá nó bình dân nè, giống như thợ người ta sản xuất ra những cái mẫu mã nó cái giá tiền công nó bình dân, nó rẻ hơn nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Mà nó đẹp hơn nữa. Đó. Khu này bán vòng xi-men nè, đó quá trời vòng xi-men đẹp luôn, rất là nhiều. Thì khu vực nào bán xi-men là xi-men nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Rồi đủ kiểu nè. Chẳng kiểu dòng kiểu rồi đủ thứ nó rất là nhiều. Chợ thì cũng khá là lớn nha cô chú anh chị và các bạn mình. Đó. Ngay gần đó thì mình tới đây mình tham quan rồi mình mua ha. Thì chợ này thì mình được biết biết đến là nó nổi tiếng rất là lâu rồi. Rất là nổi tiếng. Thì thường vào mấy ngày mà như là thần tài là không có mà chỗ mà trên chân luôn nha cô chú anh chị và các bạn, rất là đông. Đó. Thì đứng mà mua được vàng ở đây thì cũng rất là khó khăn, tại vì mấy ngày đó thì rất là đông. Đó, người ta bày bán rất là nhiều, nguyên một khu chợ luôn. Đó. Họ nhà nào cũng bán vàng nha. Cái khu vực này là nguyên khu vực bán vàng. Thì có một số cửa hàng thì người ta vẫn còn chưa mở cửa, thì buổi sáng nó còn hơi sớm nha cô chú anh chị và các bạn mình. Thì mình đi quay như vậy thôi, nhưng mà có nhiều chủ thì người ta cũng không đồng ý cho quay nha cô chú anh chị và các bạn, tại vì người ta sợ bị mất mẫu đó, cho nên là người ta cũng hạn chế mình quay từ xa thôi. Rất là nhiều. Thì khu vực chợ Thiết này thì nó nằm gần ở ngay chỗ khúc đường 3 tháng 2. Thì cái khúc 3 tháng 2 thì ở khúc khu vực mà chuyên bán đồng hồ nè, rồi phụ kiện điện thoại, ốp lưng điện thoại các kiểu nha cô chú anh chị và các bạn mình. Và nó cũng nằm ở gần chợ phụ tùng xe máy Tân Thành. Thì phía bên đây là đường Phó Cửu Điều Chợ Thiết, thì bên kia đường Nguyễn Chí Thanh thì là cái chợ phụ tùng xe máy Tân Thành. Thì đối diện cái bên nữa là nó nằm ở cái đường chợ khu vực Chợ Lớn. Thì nó mấy cái khu vực Chợ Lớn thì nó nối liền mấy cái chợ với nhau, liền 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 với nhau như vậy. Thì Chợ Thiết thì nó cũng nằm y như vậy đó, nó nằm cũng gần gần với nhau, cách nhau khoảng chừng một cây số là tới Chợ Lớn thì nha cô chú anh chị và các bạn mình. Đó thì cũng là khu vực chợ xung quanh đó là rất nhiều người Hoa, gốc Hoa người ta buôn bán đủ thứ các kiểu nha. Đó. Thì cái chợ Thiết này thì nó cũng ăn theo bởi những khu vực buôn bán rộng lớn như vậy, cho nên là cái khu vực bán vàng chợ Thiết này nó rất là nổi tiếng. Thì sắp tới đây thì mình sẽ có dự định là đi review thêm nhiều chợ nổi tiếng nữa ở trong Sài Gòn nha cô chú anh chị và các bạn mình. Cô chú anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để giữ kết nối và nhận thông báo mới khi mình ra video mới nhé. Vì kênh mới thành lập nên chưa có nhiều người đăng ký.
Cô chú anh chị và các bạn nào khi xem video thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh YouTube để ủng hộ mình, để kênh phát triển tốt hơn và mình có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn. Thì xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của mình. Thì xin chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn nhận được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống ạ. Vâng, kênh của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn nút like video và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.